dự báo giá tiêu ngày mùng 7 tháng 9 năm 2024 tiếp tục tăng mạnh và neo ở mức cao. Tại giá tiêu thế giới, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế IBC kết thúc phiên giao dịch gần nhất. IBC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia duy trì ở mức đạt 7.521 đô la mỗi tấn, giá tiêu trắng muôn to ở mức 8.855 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta 570 của Brazil ở mức 7.500 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta của Malaysia tiếp tục đứng vững ở mức 8.500 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng Asta của nước này đạt 10.400 đô la tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ổn định ở mức 6.600 đô la tấn với loại 500 gam mỗi eo, loại 550 gam eo ở mức 7.000 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng ở mức 9.300 đô la tấn. Theo nhận định của các doanh nghiệp, giá hạt tiêu giảm trong vài tháng qua sau khi lập đỉnh, chủ yếu do yếu tố mùa vụ và tình hình xuất khẩu, thời gian giao hàng của các doanh nghiệp. Tuy nhiên trong tuần vừa qua, giá tiêu đã có đợt hồi phục mạnh khi nhu cầu thu mua lớn từ thị trường Trung Quốc và Trung Đông, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Trong 7 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu hạt tiêu Việt Nam của Trung Quốc chỉ đạt 8.059 tấn, so với mức nhập khẩu thông thường hàng năm là 50.000 đến 57.000 tấn từ Việt Nam không tính những nam Covid. Tuần trước, nhu cầu từ Trung Quốc đã quay trở lại với các đơn đặt hàng ngay lập tức với số lượng lớn từ 3.000 đến 4.000 tấn, để bù đắp cho sự thiếu hụt nguyên liệu thô do sản lượng hạt tiêu toàn cầu dự kiến tiếp tục giảm trong vài năm tới. Thị trường Trung Đông cũng có nhu cầu tương đối lớn về các đơn đặt hàng, ngay sau khi bán hết lượng tồn kho rẻ hơn nhập khẩu vào đầu năm nay, khiến thị trường hạt tiêu trở nên sâu động hơn. Indonesia đang vào vụ thu hoạch, ngay sau đó là Brazil đầu năm sau Việt Nam sẽ bước vào vụ thu hoạch. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 185.000 tấn hạt tiêu, với trị giá 891 triệu đô la giảm nhẹ 1,4% về sản lượng nhưng tăng mạnh 44,9% về trị giá. Do đó, mục tiêu ngành hàng xuất khẩu tỷ USD của hạt tiêu đã nằm trong tầm tay. Tổng kim gạch xuất khẩu hồ tiêu đạt 117,0 triệu đô la, trong đó tiêu đen đạt 102,0 triệu đô la, tiêu trắng đạt 15,0 triệu đô la so với tháng trước lượng xuất khẩu giảm 10,9%. Kim gạch giảm 9,9% và so với tháng 8 năm 2023 lượng xuất khẩu giảm 1,1%, nhưng kim ngạch tăng 59,4%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 8 đạt 5.891 đô la mỗi tấn tiêu trắng đạt 7.462 đô la mỗi tấn, tăng 30 đô la đối với tiêu đen nhưng giảm 96 đô la đối với tiêu trắng so với tháng trước. Theo thống kê bộ sơ bộ của Hiệp hội Hồ Tiêu và Cây Giao vị Việt Nam, VPSA, tháng 8 năm 2024 Việt Nam xuất khẩu được 19.399 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 17.391 tấn, tiêu trắng đạt 2.008 tấn. Tại thị trường trong nước, giá tiêu hôm nay ngày mùng 6 tháng 9 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Bộ quay đầu giảm mạnh 2.500 đến 3.000 đồng kg so với ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 149.500 đến 150.000 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Đắk Lắc, Bình Phước, Đắk Nông là 150.000 đồng kg. Theo đó, giá tiêu đắt lắc được thu mua xuống mức 150.000 đồng/kg giảm 3.000 đồng/kg với ngày hôm qua. Giá tiêu chư xê, và lai thu mua xuống mức 149.500 đồng/kg giảm 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu đắt nông hôm nay xuống mức 150.000 đồng/kg giảm 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay xuống mức 150.000 đồng/kg giảm 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại Bà Rịa Vũng Tàu xuống mức 150.000 đồng kg giảm 2.500 đồng kg so với ngày hôm qua. Dự báo giá hồ tiêu ngày mùng 7 tháng 9 năm 2024 tăng vùng vụt.